trên cao nguyên Lâm Viên, vùng đất có khí hậu mát mẻ như vùng ôn đới châu Âu, giữa một quốc gia nhiệt đới gió mùa, được trải rộng trên triền cao nguyên phía tây nam dãy Trường Sơn hùng vĩ, là một thành phố đầy thơ mộng, quyến rũ với những dốc đồi, những con đường uốn lượn, những ngôi biệt thự cổ mái ngói phong rêu nằm ẩn hiện dưới tán ngàn thông. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Khoa học Công nghệ nước ngoài kỳ này, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Khám phá tầng sâu, nghiên cứu sự thay đổi của khí hậu. Giấc ngủ sâu và sự phát triển của trí não. Năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng vô tận của tương lai. Và công nghệ mới chống hàng giả. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thiên nhiên hoang dã Australia cùng những người dẫn chương trình của chúng ta.